Mới đầu á, mình nói từ ban đầu á là mình đã xem được một YouTuber, đó chính là PewDiePie, coi như là một tượng đài, một legend của YouTube luôn rồi. Tại vì nói về YouTube gaming mà ai không biết PewDiePie thì chắc chắn người đó là nó dốc, là chưa bao giờ xem YouTube gaming. Hi, xin chào các bạn, mình là Chris Phan và ngày hôm nay mình sẽ nói về kênh YouTube channel của mình, đó là kênh Chris Devil Gamer, và nó làm về gaming, lifestyle và các hoạt động khác. Ban đầu thì mình không nghĩ là mình sẽ làm kênh YouTube đâu, tại vì ban đầu là mình chỉ làm cho bạn bè ở trong trường đại học của mình coi thôi, đó là trường đại học RMIT. Overwatch, yes. Mình mới bắt đầu xem được một video trên YouTube, đó là người ta chơi game, thì mình mới thắc mắc là làm sao người ta có thể chơi game và người ta có thể bình luận nhưng mà nó lại cuốn hút đến như vậy. Dẫn anh em đi lén lút, không có bị phát hiện. Đó là một cái ngành cực kỳ mới, cho nên là mình muốn trải nghiệm thử. Mình bắt đầu tò mò về cách quay video như thế nào và quay cái gương mặt mình và biểu cảm ra sao. Thì vô tình là các bạn bè ở trong trường đại học của mình rất là thích, cho nên là mình quyết định là theo nghề luôn là vậy. Thật ra ở thời điểm đó 1.000-2.000 view thì nó cũng không phải là lẹt đẹt đâu, mà tại vì thời điểm đó là người ta coi YouTube cũng khá là ít. 1.000-2.000 là coi như được lắm rồi đó. Có những ngày mà nó lên được 13-14.000 là quá đã. Còn bây giờ thì nếu mà không được 1 triệu view chắc buồn. Buồn cũng khiếp. Mới đầu á, mình nói từ ban đầu á là mình đã xem được một YouTuber, đó chính là PewDiePie, coi như là một tượng đài, một legend của YouTube luôn rồi. Tại vì nói về YouTube gaming mà ai không biết PewDiePie thì chắc chắn người đó là nó dốc, là chưa bao giờ xem YouTube gaming. Tại vì anh ấy ngày xưa chơi game kinh dị, mà mình cũng theo cái style đó, mình chơi game kinh dị, bình luận cho nó hài. It was at this moment that Nathan knew he thế là ngày nào mình cũng lướt, game. Và đặc biệt là những cái game mà đến từ Việt Nam á, thì cái văn hóa nó sẽ gần gũi với người Việt Nam hơn. Và đặc biệt là những game kinh dị, những game ma thì nó người ta sẽ rất là thích đó. Những cái fan của mình thường là comment á, ông này là cực kỳ là lạ, tại vì ông chơi game kinh dị nhưng mà rất là hài, cho nên là người ta thấy thú vị từ đó. Nếu mà một mình á thì nó không thể nào mà vui hết 100% từ đầu tới cuối được. Đó, thì những cái moment mà khi mà cái mood nó đang xuống thì chúng ta cần một cái gì đó để kích thích nó lên, thì chúng ta cần những người bạn của chúng ta là chị bắp. Đúng rồi. Tú. Là ơ. Ủa, dạ không phải mà. Muốn biết vô nhà. À ok. Không vô. Alo. Yeah. Là khi mà bạn của mình xuất hiện ở trong video đó, là một cái liều thuốc mà không thể thiếu được. Nó chỉ cần bắn một video thôi là fan là sẽ nhắc liền. Nói tại ủa tại sao không có anh này, tại sao không có anh này, có hai anh này hả sẽ sớm hơn, vui hơn. Khúc này tao chưa có tiền nên không làm. Ở thời điểm hiện tại thì kênh YouTube của mình làm về lifestyle, làm về gaming là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tập trung vào những cái nó có giá trị thật hơn. Còn những cái nếu mà mình travel, những cái vlog á, thì mình sẽ trải nghiệm những cái món ăn cực kỳ lạ. Ví dụ như tới một đất nước đó và ví dụ Hàn Quốc đi, thì sẽ ăn bạch tuộc sống, các loại hải sản sống rồi đó. Đó thì người ta sẽ thấy là thú vị hơn. Chắc là mình thích nhất là cái documentary của mình, cái phim tự truyện. Đó là mình tự làm đạo diễn với cái đó, cho nên mình rất tự hào về nó. Cái gác đã mục nát. Sau đó thì mọi người biết là về cái background của mình ngày hồi nhỏ như thế nào. Tại vì mọi người đoán là ngày xưa là chắc phải giàu dữ lắm, nhưng mà hoàn toàn trái ngược lại.
Cảm ơn cha. Thì mình nghĩ là nếu như mà bạn muốn trở thành một content creator thì chúng ta phải tự build up bản thân chúng ta, có những cái skill set phù hợp, biết đâu sau này chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp của nhau thì sao? Một ngày nào đó chúng ta có thể collab với nhau trong một video, mình có thể xuất hiện trên video của các bạn, hay là các bạn cũng có thể xuất hiện trên video của mình. Pikachu đây. Dạ dưới chui lên. Mình nghĩ là cái động lực lớn nhất của mình đó chính là sẽ xây dựng gia đình của mình càng ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Tại vì quan trọng cái mình hướng tới đó chính là hạnh phúc thôi mà. Tại vì bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu cái thành công thì nó cũng gom về là hạnh phúc. À, mình nghĩ á, là cái đầu tiên á, là mình sẽ kiếm tiền để mua thức ăn cho tụi. Thì ngày xưa á, thì chưa có gì, là lúc đó chỉ muốn channel được phát triển thôi. Còn bây giờ channel cũng có rồi, channel cũng đã phát triển rồi, thì mình sẽ hướng tới là gia đình nhiều hơn. Và những cái vlog mà mình quay lại cùng với vợ mình á, thì mình muốn là sau này con mình sẽ xem được những vlog đó và nó sẽ cảm thấy là cái hành trình phát triển của ba của nó là từ nhỏ tới lớn, xem documentary, xong sau đó xem vlog mà ba với mẹ quen nhau như thế nào đó. Thì nó cũng là một cái để mà mình giáo dục cho con mình. Ba, hai, một, action.